lá kho, trứng gà còn mấy cái à, còn hai ba cái rồi. Đang lá kho thịt. lấy một này đến kho gì vậy? Ồ. Chú có đi ra ngoài mua chợ không? Mua gì hả? Thôi không mua gì thôi. Tưởng có đi ra ngoài chợ thì ghé một đồ thì nhau sách đi cho về hoài. À. Không có gì. Má mắng gì đó, mắc bè hả? Rồi đợi chút.